Một đêm thi độc đáo của Tỏa Sáng Soi Đôi mùa 4 sẽ đưa quý khán giả đi dọc chiều dài đất nước qua ba miền với đủ mọi cảnh sắc, kết hợp cùng những tinh hoa âm nhạc với chủ đề Đi Dọc Việt Nam. Hãy cùng bước vào chuyến hành trình kỳ thú với âm nhạc từ miền địa đầu Tổ quốc qua miền Trung với nét thâm trầm sâu lắng và đến với phương Nam sông nước chất chứa tình đất tình người. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bến có họ buồn biết trôi về đâu. Hai em có hai cái giọng hát nó khác nhau vậy đó, nhưng nó lại quyện trong một bài hát tuyệt vời luôn. Đón xem Tỏa Sáng Soi Đôi đêm thi chủ đề Đi Dọc Việt Nam vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.